đúng nguyên cái chiếc gọi là xe cứu thương luôn quý vị ơi. Không phải, không phải, hình như xe cứu thương là mới di chuyển lại để em thấy chuyển bị mất đầu rồi kìa. Đâu đó à, bị chạy chạy rồi chạy. Rồi rồi đúng rồi, tiếp theo nha, bye bye. Hôm nay tám nhiều quá, cao hứng gặp anh chàng đẹp trai quá mà. Dạ trai quý vị ơi, bye bye. Mấy ông xe máy mới tưởng đâu mấy ông mắt mấy ông bèn ra ông đúng như thời gian dự báo của chị Hương. Hello, xin chào quý vị. Hiện tại bây giờ thì Lý Hương đang có mặt tại đại lộ Võ Văn Kiệt. Hôm nay thì đi ráp quý vị ơi, trời Sài Gòn chuyển mưa. Lý Hương có công việc đi qua khu vực Hóc Môn. Thì bên phía bên tay trái là một anh tài xế rất là dễ thương của hãng Grab ha. Anh cho em hỏi cái xe này là anh mướn hay là xe của anh? Xe anh thuê. Thuê đúng không? Thuê tháng 10 triệu. Tháng 10 triệu. Rồi chạy ráp thôi hả? Thường anh chạy buổi sáng buổi tối. À, thời gian hoạt động từ khoảng cỡ 11 giờ cho tới khoảng 10 giờ tối. 10 giờ tối. Ngày hoạt động khoảng 10 đến 12 tiếng. Dạ. Rồi coi như là thuê xe hả, rồi xong rồi mình chạy tự do đúng không? Rồi đúng. Dạ. Thì hiện tại ở Sài Gòn quý vị ơi, các tài xế ráp á thì họ sẽ khởi nghiệp từ cái lúc mà họ không có chiếc xe đi chạy thuê cho đến khi mốt họ có hàng vàng siêu xe luôn. Đúng không? Có lý. Em thấy nhiều anh từ gọi là xây dựng ra rồi nhiều ngành nghề lắm, bắt đầu là thuê xe chạy ráp nhiều lắm, tại giờ nhu cầu ở Sài Gòn khá là nhiều. Anh có thể bật mí một xíu là nghề trước kia của anh là nghề gì? À, bây giờ mình chạy ráp, trước kia mình là tài xế riêng. Tài xế xe xe của mấy ông chủ đồ này nọ hả? À đúng rồi, đúng rồi. À, anh có kinh nghiệm chạy xe bao lâu rồi? À, mình chạy được 3 năm rồi. 3 năm. Nhưng mà chạy ráp này tuần này nó là được tháng. Mới chạy ráp thôi. Ồ vậy hả? Tưởng mới tuần này được 7 ngày. Bây giờ thì là coi như là thời gian khoảng là bao nhiêu nè? À, gần 6 giờ quý vị, mà trời rất là đẹp ha, nguyên một mặt trời ông chó lòa luôn nè. Và ở phía bên đây là đường dành cho xe máy, phía bên đây là đường dành cho xe 4 bánh trở lên ha. Thì ở đại lộ Võ Văn Kiệt thì đường mà dành cho xe 4 bánh khi mà chúng mình đi thì thường là nó sẽ ít xe hơn. Thường là như vậy, xe gắn máy sẽ nhiều hơn. Hôm nay thì Lý Hương sẽ quay lại cảnh đi từ bên đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua khu vực Hóc Môn ha. Thì theo như chị Google với là anh Map báo là khoảng là 20 cây thôi. Tài xế dự báo là khoảng 1 tiếng rưỡi, tức là đi từ bây giờ là gần 6 giờ. Nếu như mà 1 tiếng rưỡi thì cũng tầm là 7 giờ hơn mới tới đó quý vị. Và tranh thủ trời còn nắng còn đẹp ha, không mưa, thì Lý Hương ghi hình đại lộ Võ Văn Kiệt cho cả nhà cùng xem ha. Hình ảnh Sài Gòn với lại ngồi nói chuyện với anh tài xế cho vui vui. Ha. Anh trước khi mà chạy xe ráp thì anh coi như anh chạy xe cho chủ đúng không? Trước khi chạy cho chủ doanh nghiệp này nọ thì anh làm nghề gì? Anh chạy cho một người khác nữa. Thôi bây giờ trước cái công đoạn mà chạy xe đi, là anh có làm nghề gì chưa? À không, lúc đó là mình ở quê, mình chỉ là làm công việc nhà có vườn được rồi đó. À, chỉ chăm sóc vườn được ra. Như là làm nông nghiệp đi ha. À đúng rồi. À, anh có thể bật mí anh làm cây gì không? Hoa màu hay cây kiển không? Hay là mùa vụ không? Mình thì ở dưới quê thì khu vực đó mình chỉ trồng cây ăn trái thôi. Yeah. Thời điểm của mình thì là trồng ổi. Ở Đài Loan á. Ủa, ở Đài Loan. Trồng ở đâu anh? Ở đất của mình á. Không, ý trên là trồng vườn của mình. Biết rồi nhưng mà Long An, Đồng Nai hay là đâu đó? Ở Vĩnh Long. Vĩnh Long à. Vĩnh Long thì thường có đặc sản gì ra? Vĩnh Long có bưởi năm rồi, có bên đây là anh tài xế, còn phía sau là người đẹp Lý Hiền. Bưởi năm rồi với nói chung mình cũng được vài thứ trái cây nổi tiếng á. Dạ, bữa năm cam rồi. Cam sành Tâm Bình. Dạ. Đó là cam sành, cái thương hiệu từ ngày xưa tới giờ.
bưởi năm roi là ở Vĩnh Long á anh, Cam Sành. Coi như là anh là quê ở Vĩnh Long, Vĩnh Long là coi như à wow. Hình như cái ông Võ Văn Kiệt này ổng quê à, Vĩnh rồi, Long á. Đúng rồi, ổng ở Sâu Dân đúng không? Đúng rồi. À. Vũng Liêm. Anh biết nhà của ổng không? Thật là cái chỗ biết cái khu tưởng niệm đó là chỉ là ngay cái ngã ba Vũng Liêm thôi. Dạ. Coi như là anh là coi như là chỉ Võ Văn Kiệt. Dạ. Ồ, tình cờ quá ha. Đi đường Võ Văn Kiệt gặp tài xế quê gốc ở Vĩnh Long cùng với lại người thường là những người mà lớn lớn lắm mới được đặt tên đường đó. Đúng rồi, nó có làm lớn rồi, có công với đất nước. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đề tài là anh tài xế trước đó là làm nông trồng ổi, ổi Đài Loan là cái anh giống ổi coi như là nhập từ Đài Loan về đó, rồi sau đó thì mới là chuyển qua nghề taxi ha. Lái taxi hả? Chạy lúc đó là chạy dịch vụ ở quê đó. Dạ. Yeah. Coi như là ai thuê đâu đi đâu thì mình chở đi đó. Dạ. Yeah. Ai thuê đâu thì mình chở đi đó. Dạ, đây ta đã quay hơi bị lâu. Bây giờ quay cảnh mọi người kẹt xe. Em có một cái kênh YouTube tên là Lý Hương TV, trên cái nó anh thấy không? À, em thường là đi lanh quanh Sài Gòn, quay đường Sài Gòn cho khán giả là người Việt ở nước ngoài. À, họ ở bên nước ngoài họ nhớ Sài Gòn quá nên là đâm ra là có những cái người giống như em đi rảnh rảnh đi đường thì quay đường bộ kiều bào nước ngoài. Đúng rồi, mọi người không biết là có những cô bác anh chị là ở tận mấy mươi năm chưa về nên không biết là Sài Gòn thay đổi như nào. Ồ, ở trên đây có một cái vụ đụng xe rồi quý vị ơi. Đó, cho mấy đồng chí đang làm việc nè. Đây đụng xe. Ồ, đụng nguyên cái chiếc gọi là xe cứu thương luôn quý vị ơi. Không phải, không phải, hình như xe cứu thương là mới di chuyển lại để em thấy chuyển bị mất đầu rồi kìa. Đâu? Đó, à, rồi đúng rồi. Một chiếc xe máy tông trực diện vào bên hông phía bên giữa chính chiếc xe phía bên tài xế. Tài xế xe cứu thương móp chiếc xe luôn. Chắc là có lẽ là xe cứu thương đang xe máy sao mà 3-4 cái nón bảo hiểm không biết là mấy chiếc đây. Thấy 3-4 cái nón bảo hiểm. Em nghĩ là cái chiếc xe mà cứu thương này đang chạy cứu thương có đè xe máy không nhường hay sao. Xe máy có thể là xe máy chạy ẩu vượt chạy quá tốc độ xe cứu thương thì nó được cái quyền ưu tiên, nó ỷ lại nó chạy bất chấp đó mà. Nhưng mà xe cứu thương phải có người mới được ỷ lại chứ bật đèn lên không có người sao được. Cái đó thì anh xui đây, nếu mà đúng theo luật á, không có người mà tài xế chạy ẩu công an giao thông nó thấy là nó vẫn ngoắc lại nó phạt được. Không thấy ngồi. Người chắc phải di chuyển đi. Trời, mấy anh này chắc như xây dựng hay sao, thấy đội mũ. Chắc là công nhân xây dựng. Ra bình nước đá gì văng tùm lum. Thôi, bây giờ chúng ta đi vô đường. Đây là đường Hải Thượng Lãn Ông. Ngày xưa là đường Khổng Tử quý vị. Đây, phía trước mặt cả nhà có một cái tòa dinh thự ha. Ngày xưa đường đây cũng là đường của những đại gia của Chợ Lớn không. Ở bên đây nữa, mấy căn nhà. Đấy. Kiểu mà có Pháp rồi kiến trúc Đông Dương, kiến trúc Đông Dương. Đấy. Rồi xung kế bên thì có một số những cái lô đất thì được quy hoạch rồi ha, rồi sau mình làm những cái công trình mới như thế này. Thường là những công trình mới là kính. Chúng mình đang đi vô phía ngay chân cầu Chà Bà ha. Không biết là đường qua Hóc Môn có quẹo lên đây không anh? À? Quẹo lên cây cầu Chà Bà không anh? À? Không, không. Không à. Rồi. Phía bên trái của Lý Hương bên đây là cầu Chà Bà nè quý vị. Còn phía trước mặt á, là cái bùng binh thờ ông Phan Đình Phùng. Rồi ở phía bên đây là
Chợ Lớn rồi cả nhà. Bưu điện quận 5 là ngày xưa là chân của Chợ Lớn, phía sau là kênh Tàu Hủ ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp đường Hải Thượng Lãng Ông, tầm giờ này là gần 6 giờ quý vị ơi. Không thấy cái kiến kia đúng không? Không thấy là không thấy mà. Ý, cái anh đó sắp gớt cái chồng sách. Đẹp rồi, tập trung cho người đẹp không, không chỉ xe. Bây giờ ngồi sao ông không có nhìn nè, ông nói đi. Bây giờ hết rồi, hồi nãy là tại vì có xe trước ngày vật nó di chuyển nên là cần phải tầm quan sát rồi. Ta nói che cái kiến đi, tự nhiên tôi ngồi sao mà nhìn người đẹp không, ngồi kế bên đó. Rồi, bây giờ chúng ta đang đi vô đường Hải Thượng Lãng Ông ha. Phía bên đây cũng là một cái ngôi nhà thờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ở bên đây cũng là, quên lộn, phải ngôi thờ, ngôi miếu. Ngôi miếu. Rồi, chúng ta đi tới phía bên đây là chợ Kim Biên quý vị. Trời hôm nay cũng hơi âm u nên là, với lại ánh sáng lúc 6 giờ nó cũng hơi tối ha. Quý vị xem thì cũng thông cảm cho cái phần ánh sáng. Hay là mình mở cái đèn lên mình làm cho ánh sáng nó sáng rồi liền. Cái đèn bán để đâu nè? Cái đèn ở trong đây nè, để thử coi. Ta giờ để quay trước cái này xíu thử coi đó. Bây giờ mình rẽ phải vô đường Học Lạc. Học Lạc quý vị. Học Lạc có nghĩa là học bị thi rớt á. Thôi cái này giải thích theo người Vĩnh Long miền Tây nè. Đường học lạc của ta mà học không đúng chủ đề là lạc đề. Dễ thích theo người miền Tây vui vui như vậy. Học lạc người ta là đường gì ta? Học lạc là đường của tên ai nhỉ? Tên hay lắm đó, tên của ông nào đó hay là sao đó. Rồi 6 giờ chiều đường Học Lạc, khu Chợ Lớn. Ở đây là chỗ mọi người đang xây lên đường, đường bị nói chung là xây mà bị nứt chỗ nào thì mình sẽ lấy xi măng mình trộn, mình nhét lại chỗ đó. Nó giống như là cái tư duy là tới đâu hay tới đó. Nó hư chỗ nào mình sửa chỗ đó, chữa trái đó. Là đường ở Sài Gòn thì thường xuyên là thấy những cái đoạn như thế này. Xôi, cúc, bánh bò. Rồi phía bên trái là ngôi nhà thờ rất là lâu đời rồi, tên là Francisco Save, hay còn gọi là nhà thờ Cha Tam quý vị. Phía bên phải là đường Trần Hưng Đạo. Đó, cái đoạn mà Trần Hưng Đạo bơi chạy tuốt 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 từ Trần Hưng Đạo từ quận 1 rồi qua quận 5 cho tuốt 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 qua tới bên đây luôn là sẽ cắt ngay chỗ là nhà thờ Cha Tam là hết đường Trần Hưng Đạo. Trước kia đường Trần Hưng Đạo bơi là đường Đồng Khánh. Đây là trường mẫu giáo 4A. Rồi phía trước mặt quý vị là đường Nguyễn Trãi ha. À, nói về đường Nguyễn Trãi nữa, đường Nguyễn Trãi ngày xưa có tên là đường Cây Mai và là cái con đường bộ mà coi như là nối từ Sở Lớn đến miền Tây đi theo đường xe ngựa đó quý vị, là đường Nguyễn Trãi mình mới vừa đi qua. Đấy là những thông tin mà Lý Hương đi quay một số đường ở Sài Gòn rồi được khán giả tương tác rồi đọc thêm sách báo rồi nhớ lại. Hiện giờ đi tới đường nào thì nhắn lại cho quý vị nghe. Nếu như mà quý vị thấy có sai cho sửa chữa update thông tin gì thì để lại comment cho Lý Hương biết nha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi tiếp tới đường Hồng Bàng. Ở phía bên phải tức là đằng sau là đường Garden Mall hay ngày xưa là Thuận Kiều Plaza. Rồi phía trước mặt đó là đường gì quên rồi ha. Anh gì ăn? Tả Quyên à? Tả Quyên đúng không? Tả Quyên. Rồi vậy thì khi mà đi qua Hóc Môn thì chúng ta sẽ từ đi qua Chợ Lớn rồi bây giờ chắc đi hướng này là về phía quận 6 đúng không? Đúng rồi. Dạ, quận 6 ha. Thời gian thực luôn là nãy giờ là đi được mấy cây số anh? 4 cây mà hết 14 phút. Rồi. Hiểu luôn, 4 cây 14 phút. 20 cây. 20 cây nhân 5 lên, lấy 15 nhân 5 đi.
quay này hết phim gimbal, hết pin gimbal luôn. Ở bên kia là cơm tấm Cali, đây là một thương hiệu cơm tấm. Lý Hương được biết là chủ là người Việt Kiều đó quý vị. Rất là thành công. Hệ thống cơm tấm Cali mọc rất là nhiều ở Sài Gòn. Bữa Lý Hương có đi review một quán cơm tấm Cali ở ngay đường Ngô Gia Tự, ngay cái bùng binh của gọi là ông An Dương Dương. An Dương Dương ông đó là ông gì? Ông tổ về hình như là binh chủng gì á, thủy binh gì đó. An Dương Dương. Dương Vương là cha của ai? Mỹ Nương chị mà. Đúng rồi. Đúng rồi, nó thần. Đúng rồi. Đúng rồi. An Dương Dương. Rồi xong rồi Mỹ Nương trọng thủy cái nỏ thần, rồi xong rồi Mỹ Nương cái gì tích là Mỹ Nương bức lòng ngỗng vậy đó. Dạ. Dẫn đường gì đó. Rồi xong rồi ông Triệu Đào ông mới chiến nước được đúng không? Bây giờ là con gái mà để cái trái tim mà lên đầu là chết luôn nguyên cái nước á. Phải không? Phải bài học rút ra là vậy đúng không? Em có nói bậy không? Đấy, đường đông không quý vị? Giờ này là khá là... Nhưng mà cũng không có đến nỗi kẹt xe đâu anh. Không có điều xe máy á, kẹt đường quá nên là lăn qua bên đường xe ô tô luôn. Nhưng mà cái gạch đứt đứt này thì được đúng không? Được cái phép. Này, cái bản chỉ dẫn kìa. Cái làn giữa, cái làn thứ hai là cái làn hỗn hợp xe máy, xe ô tô có thể đi. Nhưng mà cái làn bên đây, làn mình đang đi là chỉ dành riêng cho ô tô. Nên chắc mọi người đi hỗn hợp biết cái xong cái thấy giống giống như là bên làn này cho hỗn hợp luôn hả? Tại vì đông quá không có chỗ đi họ lắm. Sự thường thì những người đi xe máy không biết nhìn biển báo đâu. Dạ. Cứ thấy đường trống thì đi thôi. Đúng rồi. Thói quen. Bên đây quen không tốt. Dạ. Bên đây là đình Minh Phụng từ năm 1959. Chết rồi. Sai rồi hả? Đi ở dưới cầu ta. Ồ. bị Rediger dẫn dụ. Ô hôm nay trời đẹp ghê nè. Ô Lý Hiền coi nè. Ô quý vị ơi, nay trời đẹp quá trời luôn nè. Này gọi là hoàng hôn nè. Đẹp quá quý vị ơi. Thích ghê chưa? Trời này là màu hồng pha với màu màu cam pha với màu tím mà. Đầu đỏ, cam vàng, lục lam, chàm tím. Đây là màu chàm tím với đỏ cam, bốn màu nó pha lại ra cái màu này quý vị. Đó. Học kiến trúc có lợi không? Nhìn bầu trời là biết là mấy màu sắc nó ra được cái màu bầu trời đó nha. Còn cái màu trắng của mình là do là bảy màu hỗn hợp lại. Phải không à? Ta không biết à. Cái ánh sáng trắng anh qua cái lăng kính nó ra được cái màu bảy sắc cầu vồng. Đã học lý học khác mà thầy giải thích khác mà. Rồi anh nói lại thầy giải thích sao? Rồi. Trả thầy rồi để thầy giải. Ánh sáng trắng của mình nhìn thấy như này là từ bảy màu nó hợp lại thành ánh sáng trắng. Vậy tại sao lá cây lại màu xanh? Em đang nói ánh sáng lá cây đó là thực vật mà. Cái màu xanh đó là một trong mấy cái màu cơ bản. Cũng một trong mấy. Không nhưng mà nó đâu phải là ánh sáng đâu. Thì chị nói là ánh sáng trắng do bảy màu hợp lại. Thì cái màu xanh đó là cũng là một trong cái bảy đó. Thì tại không. Sao màu xanh, cái lá cây nó lại màu xanh? Cái lá cây nó là cái chất diệp lục nó ra cái màu xanh. Nó đâu phải là ánh sáng ông thần không. Bây giờ nha, cái lá xanh nè, nếu như mà anh không có ánh sáng ở buổi tối thì anh có thấy cái màu xanh không? Anh thấy màu đen thui thôi. Đúng không? Tại do cái ánh sáng nên mới thấy cái sắc màu xanh đó thôi. Mà cái ánh sáng với lại cái lá là hai cái khác nhau. Đừng nói tôi chém gió, tôi nói đúng mà. Tại lâu quá học quên hết trơn rồi. Thì giờ muốn cãi phải nhớ chứ. Thua. Thôi nói chung là đối với phụ nữ luôn thua đi là thượng sách, đúng không? Ăn thua gì với phụ nữ, đúng không? Ô mình nói như vậy có phân biệt phụ nữ với đàn ông không ta? Bình đẳng ngôn luận.
Nhưng mà thường á, nói ngay á, thì khi mà ở phương Đông á, thì làm gì làm, bình đẳng gì bình đẳng. Thì cái gốc mà gọi là nam mà là trụ nữ á, là ấy nó vẫn còn đâu đó à. Nên nói cái vấn đề bình đẳng chứ nó cũng thích nghi từng môi trường thôi. Ở phương Đông thì anh kêu ông kia dê hay anh kêu em dê? Bây giờ thì trời cũng hơi sụp mí rồi quý vị. Wow, chú này chú đi qua đường luôn nè, thấy không? Đây, đây là người dân địa phương á. Chỉ có người dân địa phương mới là qua đường theo cái cách mà gọi là địa phương hóa như vậy. Nên như là mình là thổ địa ở đó rồi thì không có sợ gì ha, cứ đi theo bản năng rồi. Rồi bây giờ thì trời cũng hơi tối tối rồi quý vị ạ. À. Không biết là nên quay không ta. Đây bây giờ chúng ta đang đi trên đường Lạc Long Quân thuộc phường 3 quận 10. Phía trước là một cái cây cầu. Cầu này anh biết tên gì không anh? Cầu này như bằng sắt. Cầu Tân Hóa. Cầu Tân Hóa. Ồ, mắt siêu thị nha. Mình mới thấy. Bốn mắt vậy mà thua hai mắt nha. Trời, bốn mắt là mắt kiểu thôi chứ đâu phải mắt cận. Bây giờ thì là khoảng là 6:10, đèn chưa mở ha. Trời vẫn còn hơi sáng sáng, đủ để chạy. À, luật của mình thì bao giờ là mở đèn ta? Mấy giờ ta? À, bên đây là không có cái vụ mà lúc mấy giờ mới đèn. Thấy tối là mới mở hả? Ai muốn mở là mở. Đâu, phải có giờ chứ. Không có. À, thôi bây giờ mình cứ quay đi coi chừng nào có đèn ha. Được á. Rảnh quá mà ngồi xe làm gì. Bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường Lũy Bắn Bích. Cái tên Lũy Bắn Bích này hôm bữa có đọc một cái tích mà quên mất tiêu à. Cũng hay hay xưa xưa, Lũy Bắn Bích. Lũy gì rồi, Lũy Bắn Bích gì, thành Lũy nó dính dính. Nói chung là không nhớ nổi gì vậy. Quán Hoàng Long. Ẩm thực, nhận tiệc cưới, hỏi sinh nhật, hải sản tươi sống, món ăn. Số 38 Lũy Bắn Bích. Wow wow wow. Bên đây có cái tòa gì đây? Đông Phương, Phương Đông. Đông Phương là trung tâm hội nghị tiệc cưới đúng không? Hình như cái tên Đông Phương này cũng nhiều con đường lắm á. Cái Andorra là của nó đó. À vậy á. Hàng chi cái thiết kế cũng giống giống nhau ha. Cũng cây cổ trắng trắng, đèn chiếu chiếu. Cùng trường phái. Đấy, bây giờ à không, đèn của đèn đường chứ không phải đèn sáng quý vị. Nhìn lộn, tính nói là bật sáng đèn đó. Chắc là giờ giấc xoay theo cái gọi là ánh sáng đường, khi nào tối quá bật lên cho đỡ tiết kiệm điện. Không có quy định về giờ giấc. Không biết ở bên nước ngoài thì thường là đèn đường đó là sẽ bật như Mỹ, Canada hay là tùy tiểu bang. Quý vị có thể là để lại comment cho Lấy Hơn biết thêm ha. Ở bên đó thì thường là khoảng mấy giờ sẽ bắt điện, rồi tới mấy giờ thì tắt quý vị. Bắt điện từ 6 giờ đến 6 giờ sáng hay là sao. Mà tại thực ra nếu mà cũng đúng cái ngay cái lúc mà ngày dài hơn đêm, và đêm dài hơn ngày á, thì mình phải linh động về giờ giấc mới tiết kiệm được. Không có khi nó còn sáng á mà mình bật đèn thì không hợp lý. Như bữa Lấy Hơn có giao lưu một cái vị khán giả đến từ, gọi là cô ấy nói là cô ấy đến từ cái tủ lạnh của Mỹ, đó là bang Alaska. Thì cô ấy có nói là có những cái khi mà 12 giờ đâu, 12 giờ hay 10 giờ đêm gì á mà còn sáng chân à. Là cái hiện tượng gọi là nó có những cái giờ vậy đó anh. Đó, thì quý vị để lại comment nha. Comment nhiệt tình lên cho Lấy Hơn biết coi đèn điện ở bên nước ngoài bật thời gian như thế nào. Thế giờ này là để coi. Bây giờ là 6:15 ha, chưa bật điện. Còn mấy cái đèn điện sáng ở phía bên đường á là của mấy cái quán ha. À.
thường là hotel bắt cũng với lại quán nhậu nhiều, bắt đèn chạy ghê luôn. Xanh đỏ tím vàng, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu mà lệ cho người nghèo. Chỗ nào mà phát triển thì chỗ đó cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo càng rõ rệt ha. Về vùng quê thì đâu đâu nhà ai cũng sụp sụp vậy. Ai cũng giống giống nhau. Bây giờ lấy Hương lấy cái đèn bật lên thử coi sáng hơn không quý vị hả, màu sắc đẹp hơn ha. Ủa cũng mỏi tay lắm đó chứ. Đây cái đèn này quý vị. Chừng hồi đi ngang công an thấy không thắt đeo xích bèo. Để em đeo xích bèo. Quên, nãy giờ quên chứ. Nó thấy nổi quá. Không đeo mà còn nó tao nè mắt nó đi. Dạng như là thách thức, thách thức trên thai. Hôm bữa có nghe thôi xíu kể anh tài xế sao. Ví dụ mà gặp Trấn Thành, gặp công an. Kể sao? Kể trên công chúng nhiều quá, có nhiều cái cũng không có tiện lắm quý vị à. Nên là chia sẻ ở mạng xã hội cũng phải cân nhắc lắm. Khi mà cái cộng đồng hơi bị lớn rồi, cân nhắc nhiều thứ lắm. Có nhiều thứ muốn nói toạc bộ đồ lòng ra cũng đâu có dễ để nói đâu. Ảnh hưởng đến quyền lợi nhóm lợi ích này nọ, phải cân nhắc lắm quý vị. Rồi tiếp tục nha. Xích bao lên rồi, bật đèn sáng luôn nè. Bây giờ thì chúng ta vẫn nằm trên đường Lũy Văn Bích. Và phía trước mặt của chúng ta đó là đường gì đấy nhỉ? Anh biết đường gì không anh? Hòa Bình. Đường Hòa Bình. Hòa Bình như là Hoàng Ngọc Hầu, có lẽ là Hòa Bình. Hòa Bình, Hòa Bình đúng rồi. Chắc anh cũng chạy tùm lum đường hả? Đúng. Mới chạy có 1 tháng mà. Chưa được tháng. Vậy là coi như đi theo ông Mark này thôi à. Mới lấy bằng hôm qua. Ôi trời ơi. Cái này giống như là cái phim gì mà taxi gì. Hỏi em mới chạy bao lâu rồi. Nói ngày hôm nay là ngày đầu tiên thử việc. Có coi phim đó không? Rất là đông ha. À, mọi người cũng đang để ý đến một chiếc xe ô tô. Có cái camera với lại cái đèn. Nổi ghê quý vị. Vì có cái đèn này nè, mọi người chú ý ha. Thôi thà là coi như là nổi một lần xong chìm cũng đỡ hơn không đi đều được nổi à. Nổi bất chấp. Ninja lift đó. Là cái gì? Ninja lift. Là gì? Nghĩa là những người nói chung là giới nữ. À đeo ninja khẩu trang, à, giống như ninja, à, chạy những chiếc xe lít. Anh biết à. Chiếc xe nhãn hiệu lít của Hoàng Đàn là ninja lít. Ninja lít nữa. Là những cánh tài xế thường gặp những cái đối tượng ninja lít đó là họ rất là sợ. Tại sao? Bật đèn, thí dụ bật xi nhan là rẽ phải lại rẽ trái qua à. Bất chấp chạy không quan sát. À lý do tại sao vậy ta? Tại vì do là phụ nữ hậu đậu à, chung về lưu thông trên đường phản xạ thì kém. Ồ. Cứ mình cứ nghĩ là mình đi đâu thì mình sẽ đi đó, còn các phương tiện khác thì họ không có quan tâm. Tức là họ quan tâm là họ chỉ đúng tập rồi. Trung cho họ đúng không? Đúng rồi. Cái này đang nói xấu về phụ nữ đấy. Nói đúng mà. Nói đúng mà. À, nói đúng đúng một bộ phận ninja lift nào thôi chứ. Thì đang nãy giờ đang nói ninja mà. Đâu có ai. Nhiều khi người ta mặc váy người ta cũng chạy cũng ấy lắm chứ, đúng cho một số rồi thôi. Phải nói là như vậy. Nhưng mà thật sự nói á, để mà được có tên tuổi như vậy là cũng có nhiều người nói tiếng. Được mà gọi là một bộ phận gọi là ninja lead đúng không? Đó là một nhóm phụ nữ chạy lead. À, một nhóm phụ nữ chạy lead mặc váy, bật xi nhan trái quẹo phải. Chấp. Em đẹp em có quyền đúng không? Kiểu vậy hả? Em đẹp em có quyền, em chạy là mà anh phải né em chứ. Tại em đẹp mà, em có quyền. Đúng không? Lý Hiền có là ninja lead thôi. Mày tao thấy mày cũng có một chiếc xe lít đó nha. Nghĩ sao vậy? Bún váy chạy xe lít là thành ninja lít. Đâu, nhiều người anh cũng phải thông cảm. Tại người ta đẹp quá, ta có quyền chứ anh. Giờ anh có nghe câu không?
đẹp là có quyền á, em đẹp là em có quyền. Ở phía bên phải của chúng ta là đường Trịnh Đình Thảo, đường tên lạ quá ta, Trịnh Đình Thảo. Không biết có bà con gì với ông Trịnh Hoài Đức không? Trịnh Hoài Đức là cháu nội của Trần Hưng Xuyên, là một vị gọi là vị tướng thời nhà Minh, không có phục nhà Thanh nên là di cùng với rất là nhiều những gọi là quan đi qua vùng đất Đồng Nai, sau đó là xuống Sài Gòn Bến Nghé, là từ thời ông nội của Trịnh Hoài Đức là ông Trần Hưng Xuyên. Đấy. À, em cũng biết nhiều nhiều đúng không anh? Nhưng mà không biết là những thông tin đó được sâu chuỗi, lâu lâu hứng lên nhớ tới đâu nói tới đó, thì có gì mà sai sót thiếu sót thì cả nhà bổ sung thêm nha. Mạng xã hội mà quý vị, chia sẻ là chính. Thông tin ở trên mạng xã hội thì cũng lụm nhặt lai rai thôi, chứ nó chính thống hay không chưa biết. Đã qua khoảng 30 phút. Ồ, cầm cái cây gimbal này dày cũng hơi bị mỏi tay á. Giờ cầm thêm cái đèn ở phía trước nữa. Thôi, nhiệm vụ coi video là của quý vị ha, nhiệm vụ quay phim của Lý Hương ha. Trời sinh ra chúng ta đã có những nhiệm vụ rồi, không có để nào mà than vãn được, như nhiệm vụ lái xe là của anh chàng kế bên. Ok, không có than vãn nữa. Vẫn là trên đường Nguyễn Văn Bích. Đường Nguyễn Văn Bích còn dài, dài cho đến xíu chúng ta sẽ đi rẽ qua Âu Cơ rồi đến Trường Chinh, qua khu vực Hóc Môn. Nghe Hóc Môn có vẻ như là một vùng sâu vùng xa của Sài Gòn. Đổi tay nghe, mỗi tay quá. Sao anh? Máy quay tốt hả? Máy anh đẹp. Lập năm. Cái này cũng chưa xịn đâu. Cái đang hết pin mới xịn hơn. Cái này nó còn đang bị quần. Gì? Nó quắc hả? Hết hồn ông. Tắt gì? Thôi thôi tắt máy nha. Tưởng cảnh sát quắc nha. Tính vượt đèn vàng chưa tắt để sáng quá sợ mấy ảnh đứng mấy ảnh thấy. Làm nổi. Làm hết hồn chứ, tưởng là xíu đi qua là phải đi vô chứ quay phim luôn. Nhưng mà nhiều khi em chạy xe ngoài đường em lấy em quay phim vậy chứ mà dễ dàng lơ lơ. Sống đâu thích nghi đó thôi quý vị ơi. Ê, hồi nãy giờ đèn bật lên lúc nào cũng hay nè, nhưng mà sao có điều cái đèn nó hơi bị nhẹ điện quá ta, sao nó cháy ui ui ta, không cháy rực luôn nè. Bắt từ hồi nào nè, nãy giờ là thời gian thực thôi, nên là có mà thấy được điện là bắt đầu là thấy từ phút nào luôn ha. Đó, bây giờ là bật điện rồi đó. Điều đi xe ô tô thì không có nghe gió bụi Sài Gòn. Nhiều người Việt Kiều đi về thì thích có, đặc biệt là du khách Tây nữa, thích là ngồi ở trên chiếc xe máy rồi được chở đi, nó feel hơn, nó đã hơn là ngồi ô tô. Nên người Sài Gòn ngồi ghét kìa chán, thích là ô tô. Lại đi mà khu vực xa xa thì như là ở Sài Gòn à. Em bé này em đang quẹo qua đây nè. Cái này không phải là gọi là cái gì clip. Ninja clip nha. Đang nói tới đâu rồi quý vị? Đang nói tới đâu rồi ta? Em biết hiện tôi đang nói tới đâu rồi? Gió bụi Sài Gòn. Gió bụi Sài Gòn. Gió bụi Sài Gòn. Nhưng mà cái gì ra gió bụi Sài Gòn chứ? Sài Gòn thử bụi kiếm chán. Khách Tây thì khoái. Em thấy hình như em nói anh cũng để ý nghe nha. Vậy chắc lời nói của mình cũng hay hay đúng không?
có cái gì lạ lạ hơn so với những người khách mà anh đã từng chở không? Đó. Anh Trung Lập anh nói em nghe. Khách thường lên em ra em tôi. Khách này tự nói em mình. Nói em vẫn có phải cười. Tự nói tự cười luôn hả? Trời, cuộc đời mà giờ mình buồn, mình ngồi đó mình thấy thời gian nó dài. Thà anh nói vậy á, nhưng mà anh thấy thời gian nó ngắn, đúng không? Nó thì nói vui mà, câu chuyện là hòa. Nói quay lại khúc là khách bay du lịch thì thích là ngồi xe máy, còn người Sài Gòn thì ngồi ghiếc chán, giờ đi ô tô thì những cái vùng như là Hóc Môn là cũng là gọi là vùng sâu vùng xa ở ở Sài Gòn, nó giống như ở Bình Dương Lý Hương đó, là Tân Uyên Bến Cát này nọ đó, thì thôi đi ô tô vẫn là ổn hơn. Có việc mà quý vị. Còn không đi xe máy cũng được. Nhiều người thì tiết kiệm đi xe máy, Lý Hương thì tiết kiệm đúng chỗ, xài đúng chỗ. Đi ô tô xong rồi cái làm cái clip vậy, ngồi nói chuyện với anh tài xế cũng có chuyện ha, xong cái quăng cái clip lên cái cũng được ít tiền của YouTube quảng cáo. Cũng quời vốn. Đâu À, lấy hẹn. lỗ Tính ra đâu lỗ gì đâu, an toàn. Nãy giờ chúng ta vẫn đang đi trên đường Lữ Quán Bích nha quý vị. Sắp tới là chúng ta sẽ giao với lại Âu Cơ, mẹ Âu Cơ với cha Lạc Long Quân đẻ ra trăm trứng, 50 xuống biển, 50 lên non. 50 từ 50 lên non đó mới ra mấy vị vua Hùng, đúng không? Vua Hùng là 10 tháng 3. Nhớ ngày giỗ tổ 10 tháng 3, dù ai đi ngược thì xui, nhớ ngày giỗ tổ 10 tháng 3 là cha Âu Cơ, quên, cha Lạc Quân, mẹ Âu Cơ. Rồi cái người mà đẻ ra Lạc Quân quý vị biết ai không? Anh biết ai không? Anh biết ai đẻ ra Lạc Long Quân không? Lý Hiền biết ai đẻ ra Đạt Công Quân không? Cái gì trời, đó là Kinh Dương Vương. Còn biết ai đẻ ra Kinh Dương Vương? Kinh Dương Vương nha, chứ không phải An Dương Vương nha. Biết Kinh Dương Vương là ai đẻ ra Kinh Dương Vương không? Tức là ông nội của Lạc Long Quân á. Kinh Tổ Hủ. Ông thần Kinh Tổ Hủ đặt Bến Nghé là một con kênh. Chữ Tàu Hủ đó còn hay nữa. mình nói mình theo phát âm miền Tây mà nó na ná thì thôi, thật sự kia là cái Rồi, kênh thôi, đúng rồi. kênh mương sông nước đồ, còn cái này kinh là khác thôi, Vậy là thua đúng không? đâu thua đâu, nó chơi mà. Không, ý là giờ anh biết ông nội của Lạc Long Quân, cha của Kinh Dương Vương là ai không? Lý Hiền biết không? Chắc để Thôi, tìm hiểu sử hỏi chị Google. đi. Cho hỏi Google luôn Mới điện á. thoại hỏi tổng đài. Bây giờ vấn đề là gì nè? Đấy, trước mặt cả nhà là nha khoa Âu Cơ ha, nha khoa của mẹ Âu Cơ luôn Rồi bây giờ phải không? á. Đố anh tài xế phải không? Nhìn tài xế hỏi lại nè, tại sao ông nội của Lạc Long Quân đẻ ra cha Lạc Long Quân, cha Lạc Long Quân đẻ ra Lạc Long Quân, tại sao Lạc Long Quân nhau cơ lại đẻ ra trứng? Để răng bọc trong trứng hả? À, Cái trả lời đi. này là thuộc về dòng dòng dõi, dòng dõi của cha. Tại sao là con rồng cháu tiên? Cha là cha rồng, mẹ là mẹ tiên. Mà cái thời đó là coi như mình bây giờ, nếu như mà tính mà coi như ép, không biết là ép một một mấy, nếu như mà theo mà cái dạng mà cứ đời sau là F1 rồi đời sau nữa F2 thì mình không biết FN mấy mới ra mình, đúng không? Thì từ cái thời đó là lúc đó là hai, coi như cái tích là hai cái tộc người đó là không phải là người chỉ sống ở trên mặt nước, chỉ sống ở trên mặt đất mà là có thể sống ở hai chỗ đó luôn. Nên nói là con người là tại sao con người sống cái bào thai trong người mình vẫn có nước, đúng không? Nó là hai cái người, nói chung là hai người đó là cái thời đó là có thể sống ở mặt nước và ở trong nước và ở trên mặt đất luôn. Đấy. Anh hỏi vui thôi chứ anh có thật sự hỏi, em cũng hồi xưa em hỏi câu đó đó. Ông này cũng thuộc dạng là chắc là cũng hơi hỏi mấy câu hỏi gọi là đánh đố chứ không phải thường. Không biết thì hỏi ngộ. Rồi,
Tại sao gọi là rồng ông nội đẻ ra trứng? Nó là cái tộc, cái gọi là cái dòng giống đó. Thì nói dòng giống đó không phải, đó gọi là gọi là thủy tổ của người Việt Nam mà. Thủy tổ. Thủy tổ tức là sao, là những từ đâu mà sinh ra dân tộc Việt Nam, từ từ hai tộc người đó. Thì nghe là như vậy thôi, nhưng mà bây giờ nói mà về khoa học mà để giải thích những cái đó thì khó lòng mà. Nhưng mà trong đâu đó nếu như mà những cái mà thuộc về kinh nghiệm nhân gian á, thì để mà công trình mà nghiên cứu rồi đó mà chứng minh để cho mọi người công nhận thì đó là cả một cái bài toán khó thôi. Khó quá thì giờ mình làm mấy cái thực tế thì biết nó cho vui vậy thôi, đúng không? Nhiều người nói ủa sao mà con người, mà có người nào mà đẻ răng bọc trăm trứng? Cái thời đó là như cứ như là mà giống như đạo Phật mà thường nói là sao, con người mình nếu mà ăn mình tôm cá rồi như mình ăn thủy tổ mình giống kiểu vậy đó. Anh hiểu không? Tức là ngày xưa thủy tổ đâu phải là con người đâu, tiến hóa từ 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 ngày xưa rồi sống dưới nước hả? Sống dưới nước mặt đất gì sống được hết á, rồi từ từ mới ra con người kiểu vậy. Thế thôi, bây giờ nói hơi chém gió hơi nhiều đó, quý vị mà thấy mà có sai sót gì thì có thể bổ sung ha, đừng chặt chém mạng xã hội mà nên nói chơi thôi quý vị. Sữa tươi chân trâu đường đen à, đường đen lý do làm sao đường đen biết đâu có uống nào biết, thấy mấy bạn trẻ uống đó. Giờ đang mót á, giờ sữa tươi chân châu đường đang đang mót á, chúng ta đang đi trên đường Âu Cơ. Ồ đông quá, đường này lúc nào cũng đông hết. Đường này là kẹt và kẹt ở đường này rồi quý vị. Ngày xưa dân kiến trúc là được gọi là làm một cái biểu tượng là lấy cái bàn tay nâng luôn cái quả điều cầu, nên là dân kiến trúc có cái tôi lớn lắm. Kiến trúc nè, đạo diễn nè, những người mà có tầm ảnh hưởng á, là dân kiến trúc, kiến trúc sư ngày xưa là cũng gọi là lẫy lừng, nên là chém ghê lắm quý vị. Ngày xưa mà Lý Hương mà đi thi á, kiến trúc đi thi sướng lắm, cầm bản vẽ đi thi. Đi thi mà mấy cái bộ môn giống như là điêu khắc hay là gì á, bật nhạc du dương thi. Rồi mấy đứa ở bên mấy cái khoa xã hội học, kinh tế học, nó nói ủa tụi mày đi thi sao giống tụi mày đi uống cà phê quá à. Nói ừ đúng rồi, tụi tao là dân nghệ sĩ mà, nên á tụi tao là vậy đó. Xong cuối cùng giờ kiến trúc sư đâu thấy, giờ đi ra cầm máy quay phim cho quý vị nè. Đời mà nó trôi tùm lum hướng hết á. Nhưng mà cái chất nghệ sĩ là vẫn còn nha quý vị. Nghệ sĩ mà cái tôi lớn lắm. Ông nghệ sĩ nào cũng là thầy bà không à. Mà làm nghệ sĩ đỉnh cao làm sao mà cái tôi về bằng không kìa. Đấy. Đường thì đông, mọi người thì đấy, tất bật trong cuộc sống ha. Nên á là Lý Hương mà đi quay như thế này ai cũng nghĩ là Việt Kiều về, có Việt Kiều về mới có thời gian để đi quay đâu quý vị. Còn không phải Việt Kiều thì khó lắm. Coi chúng ta đến tới đâu rồi, vẫn trên đường từ Âu Cơ rẽ ra Trường Chinh rồi. Trường Chinh ngày xưa là có đoạn một chiều, đoạn hai chiều đúng không, hay là hai chiều không, cái này là một chiều hai chiều, hai chiều không, chiều. Như có đoạn một chiều hay sao, đoạn một chiều ngay chỗ ngã tư Quỷ Hiền à, đúng rồi. Ồ vậy nãy tính ra mình đi từ Lý Thường Kiệt nó nhanh hơn anh. Mình nãy giờ mình nhờ nhanh là mình đi cái đoạn Tân Hóa. Vậy hả? Có bị bọc không sao? Thấy là đi từ Lý Thường Kiệt mà chạy băng 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 ra là ngã tư Bỉ Hiền rồi. Lý Thường Kiệt sao vậy? Nếu mà mình đi Lý Thường Kiệt rồi cái đầu chương trình nó tốt dưới kia kìa chứ nó không phải khúc này đâu. Nói chung là khi mà sạt lên á là
map nó dẫn lối mình đúng không? Nó chọn tìm cái đường tối ưu nhất. Nó Google nó thông minh, cái nó cập nhật được cái gọi là tạm cái lưu lượng xe. Nè, ví dụ nè, màu cam hay màu đỏ hay màu xanh. Màu cam là mật độ xe tương đối thôi. Màu xanh là ít xe. Màu đỏ là xe đông. Hồi nãy khúc màu đỏ mình vừa đi qua ngay ngã ba ha. Đỏ, xe đông. Xe đông. Đó là chúng bây giờ công nghệ nó cũng hay lắm. AI gọi là trí tuệ nhân tạo của ông Google Maps. Từ cái thời mà biết cái này là phim Gác Kiếm bên Hồng Kông, Triệu Huy đóng với Thư Kỳ Gác Kiếm. Lô Tu Du. Quấn lộn với cảnh sát á. Cha của hai chị em là người phát minh ra cái gọi là cái con chip cái gì để xâm nhập vô mấy cái vệ tinh. Đó, là từ thời đó là biết, đó là từ năm 97 đúng không? Sau Hoàng Châu Công Chúa. Năm phải nó 97 lúc đó biết gì ta? 2000 mấy. Là từ mấy năm đó là mới biết lúc đó thấy trời ơi map giờ quá thường. Sao mờ quá ta? Đèn nó bị cái máy này nó quay bị cái đèn loang qua bốn cái. Dạ, nó có cục sạc ở trong đó kìa, cho mượn sạc kìa, cái điện thoại kìa. Điện thoại kia đang sạc mà có sạc dự phòng mà. Thank you. Ai người bạn nói là người miền Tây thích lắm quý vị ơi. Phóng khoáng, hào kiệt đúng không? Tứ Hải giai huynh đệ. Thì cũng cho sạc nhà. Ngày xưa coi như có ông đạo diễn tên là Nguyễn Vinh Sơn. Ông này cũng làm cái phim Đất Phương Nam á, mà nhiều người cũng không có muốn coi tại vì nói là nhiều cái nó không có đúng lắm. Nhưng mà đại loại á, nếu như mà ai muốn mà là vỡ òa với lại cái Đất Phương Nam á, thì coi cái phim đó. Anh có ký ức về phim đó không? Có phim đó, Hàng đó. Đúng rồi, Hàng An cò đó. Nhỏ nè, Hàng nè, Hàng nhỏ nè, giờ đâu có đóng phim đâu. Thôi nghỉ đi, nghỉ vui đi, ông đừng lừa tôi. Trời ơi, coi lại cái app có phải là xế tên An không? Thiệt. An là thằng kia mà. Hay là ông là gia dự bị? Dự bị đâu, dự bị. Rồi tôi quay mặt ông rồi nha. Ông xạo đi cho dân mạng đám đá ông ra ở đó. Thằng cò á, ngày xưa thằng cò á là nói thằng thì hơi quá, nó là anh mình chứ giờ nó lớn mình rồi, ba mấy bốn chục có. Ngày xưa là nó là dạng như là nghèo lắm, rồi xong mà nó cái mặt nó dễ thương á, chứ thằng An thì nó là cái gốc là có dân nghệ sĩ này nọ, còn cò là như mà nhân vật chính là An mà ông đó ông An Hùng Thuận là ha xạo xạo rồi. Thì ông Nguyễn Vinh Sơn, ủa nói sao ta, tí hơn có dịp và nghe được một số tiếp xúc được đạo diễn này, bị đạo diễn này có nói là rất là thích người miền Nam, đặc biệt là người miền Tây. Và vợ của ổng là người miền Tây đó anh. Ổng là người gốc Huế nha. Ổng làm phim về Đất Phương Nam cực hay. Ô nói về ký ức về phim Đất Phương Nam thì thôi, quá nhiều người có ký ức. Mà cái mà quan trọng là tại sao một người đạo diễn gốc Huế mà ông ta ổng có thể làm được một cái phim mà nói về Đất Phương Nam hay như vậy. Và không những thế, ổng là thành công trong cái phim gọi là phim truyền hình. Rồi cái bộ phim điện ảnh mà gần dạo đây là Trăng Nơi Đáy Giếng á, là nói về người Huế cũng rất là hay. Nói chung là ông đạo diễn này ông làm ít phim nhưng mà phim nào phim đó thì nó chắc cầu toàn như vậy. Nhưng mà nhiều người thì không có theo dõi, nói chung là không có theo dõi luôn cái phim Đất Phương Nam. Lý Hương thì không biết những cái gốc tích này nọ nó đúng sai sao, nhưng mà đại loại là vô đó là thấy được người của miền vùng Đất Phương Nam vậy à. Mà thấy thiệt, đi vô đó coi phim anh thấy thiệt đúng không? Đất đai trù phú, lúa mọc đầy, nhảy xuống sông cái có cá lên, rồi xong có lúa nấu ăn sống phóng thoáng, tối nằm hát cải lương. Cuộc đời vậy như tiên rồi còn gì nữa, lo gì đâu.
mình trên Sài Gòn mình bao nhiêu bill bọng gì nó tới tháng mình phải trả, mình xì chép. Đó là cái cảm giác mà ngày xưa ông Nguyễn Vinh Sơn ông chia sẻ lại đó, là làm xong một bộ phim là được khen nhiều quá, sợ quá chạy trốn. bị khen hay bị chơi đều sợ hết quý vị. Ông nói là ông được khen nhiều quá ông phải chạy trốn luôn, chạy trốn lại quê của vợ, thì nằm mới nghe là mấy cái người ở dưới hát cải lương nó chờ mình ở đây, mình làm phim xong mình cũng bị chửi, mình cũng được khen, mình sợ quá mình chạy. Cuối cùng về cái vùng quê thấy trời nó ăn xong cái nó lên giỏng, cái nó toàn tí tê, nó hát cải lương, sao một cuộc đời nó nhẹ nhàng thế. Còn mình làm phim mình bị chửi lên chửi xuống, rồi mình được khen lên tung lên mây, rồi đạp xuống đất tù lưa hết. Nói chung là một trong những người đạo diễn mà có cái chia sẻ thì Hương cảm thấy nó hơi chắc chắc. Rồi còn mà nhiều chuyện mà ông này cũng chia sẻ mà về làm về những người nổi tiếng mà những người ảnh hưởng nữa mà ổng quyết định là ổng không làm, tại vì á không có mà sao ta, cái này thôi để lúc nào thân với Hương chia sẻ nhiều hơn, chứ chia sẻ nhiều quá cũng đụng chạm lùm la hết thôi. Thật quá đâu chia sẻ được là nhưng chia sẻ mới dễ. Vậy hả? Ý, XO nè, hình như này cái quán của ông thần kia kìa. Phút XO này. Ủa? Ba rào đó. Vẫn còn đang hoạt động không? Còn tịch rồi, có thấy ai nó đóng cửa rồi. Còn cái động á. À, đấy là cái quán của cái anh mà gọi là vàng số 1 Việt Nam mà đeo mà trưng bày ra, rồi sau rồi giờ bị nói là vàng giả đúng không anh? Đấy. Là ngay chỗ đó hả? Đó. Chính xác luôn hả? Bên đây là đường gì ra? Trường Chinh. Trường Chinh, đây đường Trường Chinh luôn ha. Còn khoảng 5.7 km nữa thôi, quay nốt luôn. 6 cây nữa quý vị ơi. Vậy là chạy là vườn điêu cầu rồi đúng không? Mấy giờ dừng điêu cầu ông thần? 6:40. 6:40 giờ 5 km cũng phải 10 phút. Ừ. Nhưng mà hôm nay em thấy đồ đường đâu có kẹt xe lắm đâu, chạy cũng đỡ mà. Nó kẹt được khúc xíu ngay Trường Chinh thôi không? Ít, không đến nỗi. Ngày xưa mà kẹt cứng ngay Trường Chinh luôn đi. Một trong những cái mà điều khổ sở nhất ở Sài Gòn giờ dây thun là quý vị là biết đó, là không phải là chủ quan là con người bị vậy mà do cái đường nữa. Cái đường nó tắc quá là làm sao mà bay qua mà chạy nên nó thành giờ dây thun thôi. Đương nhiên là cái đường nó cũng sẽ làm cho con người ta giờ dễ thung á, nhưng mà cũng phải nói chung là khách quan chủ quan, nó dính tùm lum tùm la nó mới ra cái giờ dễ thung ở Sài Gòn ha. Nên là thôi, sống ở thị trường nào thích nghi thị trường đó, nói tóm lại là vậy thôi. Giờ Lê Hương chắc là tạm end đây, mỏi tay quá quý vị ơi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Hôm nay tắm nhiều quá cao hứng, gặp anh chàng đẹp trai quá mà. Dạ trai quý vị ơi, bye bye. Mấy ông xe máy mới tưởng đâu mấy ông mắt mấy ông quen ra mặt.